Rồi Bonsai Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsai Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Và mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa, nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Rồi nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình. Rồi cây đầu tiên của tập này có mã số là 211. Mã số 211 là một cây sơn liễu tèn riêng thiên nhiên. Chi tèn rất là già luôn. Cái này về mình chỉ cần lên cái chậu nữa là ok luôn nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 200k bao ship luôn. Cây này có chiều cao là 43. Cái hoành thì nó nhỏ thôi. Cái hoành thân này nó bằng cỡ cái cây viết thôi. Đó. 200k bao ship luôn nha. Nhà mình xem tham khảo, nếu ưng ý thì ủng hộ luôn. 200k bao ship. Mã số 211. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi cây kế tiếp có mã số là 212. 212 là một cây sơn liễu tèn riêng thiên nhiên, chì tèn rất là già luôn. Cây này có chiều cao là 27. Bầu đất là 15. Bầu đất là 18 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 200k bao ship luôn. Cây mini rất là đẹp, chì tèn rất là già luôn. 200k bao ship luôn nha, giao lưu nhanh cùng với nhà mình luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha, mã số 212. Rồi mã số 213. Mã số 213 là một cây sơn liễu tèn riêng thiên nhiên mini bàn trà luôn nha. 213 này cũng 200k bao ship luôn. Chi tèn rất là già luôn nha. Mã số 213, 200k bao ship luôn. Là một cây sơn liễu tèn riêng thiên nhiên, chi tèn rất là già luôn nha. Cái này về mình bỏ bàn trà là tuyệt vời luôn. Cái này nó giống như thành phẩm luôn rồi, về mình chỉ cần vô cái chậu nữa là ok thôi. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi mã số 214. 214 là một cây sơn liễu tèn riêng thiên nhiên, chi tèn rất là già luôn. Cây này cũng cao tầm 40, 200k bao ship luôn nha. 200k bao ship luôn. Cây phong thiên nhiên rất là đẹp. 214, 200k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Cây thì cái thân nó cũng nhỏ thôi, nhỏ hơn cây viết nữa, nhưng mà nó được cái phong thiên nhiên rất là đẹp. 200k bao ship luôn nha, mã số 214. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi mã số 215. 215 là một cây sơn liễu tèn riêng thiên nhiên. Cái này thì hoành nó to hơn cái thân cây viết, cái đầu lớn của cây viết luôn nha. Cây này thì rất là già luôn. Cây này giao lưu là 350k bao ship luôn nha. Cây này rất là đã luôn. Cái phong thiên nhiên rất là tuyệt vời luôn. Đang bung lọc non luôn nha mình. Cây này đang bung lọc non rất là đẹp. Cây này có chiều cao là 53. Cây này hoành 8. Cái này vô chậu chậu cạn cạn một tí xíu. Bắt đầu là mình để cái form thiên nhiên này rất là tuyệt vời luôn. Rồi mã số 215, 350k bao xíu luôn nha. Cây này rất là đẹp. Chì tèn rất là già luôn. Rồi giờ vừa xin qua cây này luôn nha. Rồi cây kế tiếp có mã số là 216. 216 là một cây sơn liễu tèn riêng thiên nhiên, chi tèn rất là già luôn. Cây này giao lưu nhanh là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship luôn.
mã số 216, 250k bao ship. Cây rất là đã luôn, cây thiên nhiên luôn nha mình. 24, cây này cao tầm 60, 250k bao ship, mã số 216. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi mã số 217. Là một cây sơn liễu tàn riêng thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn. Nhà vườn xin giao lưu là 200k bao ship luôn nha. Cây này nói chung là sơn liễu thì nó tầm mini thôi. Cây này cao tầm 30, tán rộng là tầm 40 hơn, 45. 200k bao ship luôn nha. 217, 200k bao ship. Cây mini rất là ok luôn. Cái này về mình bỏ bàn trà đồ rất là ok luôn nha mình. Chi tàn rất là già luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi mã số 218. 218 cũng là một cây sơn liễu tàn riêng thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn nha. Cây này có chiều cao tầm 40, tán rộng chắc cũng tầm 40 hơn. Tại nó có cái này nó khó để quá. Cây này liền cốt luôn nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship, chi tiền rất là già luôn. Mã số là 218 nha mà. K bao ship, cây rất là đã luôn. Cái này nó tàn rinh rất là đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 219. 219 là một cây sơn liễu tàn riêng thiên nhiên mini bàn trà. Cây này cao tầm 30, 200k bao ship luôn nha. 200k bao ship luôn. Cây mini thôi nha mình. Cây này cao tầm gần 40. 219, 200k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi mã số 220. 220 là một cây sơn liễu tàn riêng thiên nhiên. Cây này có chiều rộng tầm 50, chiều cao tầm 30. 200k bao ship luôn nha, giao lưu nhanh luôn. Cây rất là đã luôn. Mã số 220 là một cây sơn liễu tàn riêng thiên nhiên. 200k bao ship luôn nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi cây kế tiếp có mã số là 221. 221 là một cây sơn liễu tàn riêng thiên nhiên, chi tàn rất là già, đang bung lọc non luôn nha. 250k bao ship, cây này cao có tầm 40 hơn, tầm 45. Cái thân nó tầm bằng cái đầu nhỏ của cây bút lông luôn nha. 250k bao ship luôn. Cây form thiên nhiên rất là ok luôn nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi cây kế tiếp có mã số là 222. 222 là một cây sơn liễu tàn riêng thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn. Cái này mới về anh em chưa kịp sửa luôn nha. Cái này 200k bao ship luôn. Mã số là 222. Sơn liễu tàn riêng thiên nhiên, cây này rất là ok luôn. Nói chung cái lô này thì rất là ok, tàn riêng thiên nhiên rất là đẹp. 200k bao ship luôn nha. Rồi giờ vườn xin qua cây này luôn.
Rồi cây kế tiếp có mã số là 223. 223 là một cây sơn liễu tèn riêng thiên nhiên, chi tèn rất là già luôn. Cây này cao cỡ tầm 50. Thân bằng thân nhà mình có thể so sánh với cây bút lông luôn nha. Cây này 300k bao ship luôn. Mã số là 223. Tèn riêng thiên nhiên rất là đã luôn. 300k bao ship, nhà mình xem ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Mã số là 223. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi mã số 224, cây này rất là đẹp. Cái này về mình tháo nhẹ cái bọc ra và mình thêm chất trồng thôi nha. Mã số là 224, 200k bao ship luôn nha mình. Cây này có chiều cao tầm 50. Chi tèn rất là già luôn. Cái này về mình chỉ mình tháo cái bọc, mình tháo nhẹ nhàng thôi. Mình thêm chất trồng 50 sơ dừa, 50 két quý đất luôn nha. Mình có thể tưới thêm các dòng kích rễ như N3M Rose Atonix luôn. Rồi mã số 224, 200k bao ship luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 225. 225 là một cây sơn liễu tèn riêng thiên nhiên, chi tèn rất là già luôn. Cây này giao lưu nhanh là 200k bao ship luôn nha. Cây rất là già luôn, giao lưu nhanh luôn, rất là đã luôn. Chi tèn rất là già, 200k bao ship, giao lưu nhanh là nhà mình luôn nha. Mã số là 225. Rồi cây này cũng đã kết thúc luôn. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook nhà vườn luôn. Rồi nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn.